em sẽ có 5 câu hỏi, trả lời đúng câu sẽ được một cái nguyên liệu. Rồi. Để mà mình có thể làm một ly nước ép táo thiệt là ngon cho chồng mình uống nha. Cố lên nha. Cố lên. Và chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Đầu nào không phải đầu trọc nhưng vẫn không có tóc? Đầu nào không phải đầu trọc nhưng vẫn không có tóc? Dạ. Đầu tiên, đầu cầu. Đúng rồi, chính xác, đầu tiên và đầu cầu, không phải đầu trọc nhưng vẫn không có tóc. Rồi, và chúng ta sẽ có được, em sẽ tặng cho gia đình mình một ly đá. Ủa sao không tặng táo trước đi? Dạ không ạ, đâu có đơn giản như vậy. Bạn có biết khi gà mái vui vẻ, tiếng gáy sáng của nó có gì khác lúc thường không? Gà mái đâu biết gái đâu. Chính xác. Đây, ly đường. Vẫn chưa có táo. Chưa có táo. Câu tiếp theo ạ. Ô gì không cần cầm tay che mà vẫn không sợ mưa nắng? Ô gì mà không ô tô. Cầm tay che à, ô gì, ô gì? Ô tô. Hay quá. Trời ơi. Đó, cái này là đồng vợ đồng chồng được. Đúng rồi, tặng hai cái ly. Câu tiếp theo ạ. Cái cây gì mang tên một loài chim? Cây sáo. Chính xác. Trời ơi, chim sáo. Sao vợ tôi giỏi. Giỏi quá à. Và dĩa táo sẽ về tay chim sáo. Yeah. Câu tiếp theo ạ. Mèo trắng là bạn của mèo đen. Mèo trắng bỏ mèo đen theo mèo vàng. Một thời gian sau, mèo trắng gặp mèo đen. Mèo trắng sẽ nói gì? Mèo sao nói được, mèo kêu meo meo thôi. Đúng rồi, chính xác. Đã trả lời được một con dao và chúng ta bắt đầu tiến hành làm nước ép táo. Trời ơi, yeah. Cùng nhau làm nha. Thầy cắt táo đi thầy. À, nhưng mà cái công tắc nó nằm ở đâu? Đây ạ. À, để chị thử nha. Ok. Anh phải cắt bỏ hộp nữa. Bỏ hộp. Mình nhanh tay mới có ăn nha thầy. Bị học trò nó hành quá rồi. Thank you ba. Dạ không biết mối quan hệ thầy trò có bình lâu. Rồi bây giờ là đá nha. Thêm táo đi. Ừ. Ba thêm táo đi nào. Từ từ. Trời chương trình dễ thương quá à. Được ăn ép táo nữa chứ. Được uống ép táo nữa. Trái nữa đi ba. Được à. Ok. Bây giờ rót ra hai ly thiệt là đẹp. Đây. Ok, dạ. Yeah. Và đây xin mời ạ, à. Shop xin mời ạ. À. Thank you. Nâng ly chúc hạnh phúc ạ. À. Cảm ơn. À, chúc mừng vui vẻ. Ngon không ạ à, thầy? Ngon. Ngon đúng không chị? Chua chua ngọt. Thoải mái thơm. Rồi đúng không ạ? À? Ừ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc soi mói.